Good morning. Yeah. Lâu rồi mới gặp lại kiện này. So, how was your summer? Mùa hè của em như thế nào? Yeah, cũng bình thường. Did you go anywhere? Yeah. Em có đi đâu không? Did you go anywhere? Dạ không. And when do you go back to school? Như là 28 tháng 8. 28 tháng 8 vậy là hết tuần này đúng không? Dạ vâng, Tuần này thứ cuối tư. là thứ tư, xin giữa tuần ta, tức là phải vô, vô là đầu tuần ha. Em vô giữa tuần đúng không? Ok. Dạ vâng. Ôn không? Are you Dạ có. excited? Có. Ok, so that's good. Rồi, năm học mới nên phải cố gắng ha. Trong bài học ngày hôm nay mình sẽ ôn lại thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn. Ok. Rồi, về những bạn hiện đã học về quá khứ đơn. What do you remember about it? Can you về thì quá khứ đơn mình có định nghĩa về thì quá khứ đơn là gì? Diễn tả một hoạt động là Ừ. xảy ra quá khứ và đã kết thúc quá khứ. Really good. And what about past continuous? Còn thì quá khứ tiếp diễn? Quá khứ tiếp diễn là hành động thói quen xảy ra quá khứ và vẫn được tiếp tục. Actually thực ra là thì quá khứ đơn thì em đã nói đúng rồi ha, một hành động đã xảy ra và đã kết thúc trong quá khứ xong, và một tình huống đã từng là sự thật trong quá khứ hoặc là thói quen trong quá khứ thì mình có ba cái mà nói cái đầu tiên là đúng rồi. Nhưng mà đối với thì quá khứ tiếp diễn đó thì mình sẽ có một hành động đang trong quá trình xảy ra ở một thời điểm cụ thể trong quá khứ. Nhắc lại lần nữa ha, mình sẽ có một hành động diễn ra trong quá khứ nhưng mà nó là một tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ. Nó không, nếu như mà em nói là nó tiếp tục diễn ra thì cái này nó sẽ ra qua qua là đến thì hiện tại hoàn thành rồi. Cái này chưa, mình chưa có học cái đó ha. Rồi. Cái đó là một cái dấu chấm số 1, còn dấu chấm số 2 đó là hai hành động cùng diễn ra tại một thời điểm trong quá khứ. Lúc này mình được sử dụng từ while. Biết từ while không? Đây. Có nghĩa là trong khi ha, trong khi bạn này đang làm cái này thì bạn kia đang làm cái kia. Ok. Rồi, và đây là dấu hiệu nhận biết của hai thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn. Nhưng mà những cái phần bài tập áp dụng thì mình cũng đã hoàn thành xong rồi. Bài này mình làm rồi đúng rồi đúng không? Còn bài tập tổng hợp giữa hai thì mình chưa có làm. Rồi, ở đây mình sẽ ôn lại một chút xíu về thì quá khứ tiếp diễn trước ha. Rồi, ở đây bài số 4 hoàn thành bài này đối sử dụng thì quá khứ tiếp diễn. Đối với câu số 1 mình có ví dụ như sau. Were you working on your history project at noon yesterday? Đối với câu số 1 thì mình có từ history project. Từ project ở đây có nghĩa là dự án. Từ nào em chưa biết thì em có thể ghi vào ha. À đâu giờ mình chưa có ghi ngày tháng năm, bây giờ mình sẽ ghi vô trước rồi mình sẽ hoàn thành bài này. Hôm nay là thứ tư. Năm mươi mốt. À, khi em đi học lại ở trên trường á, em báo với chị cái lịch của mình nha, để chị có thể đổi cái lịch cho em. Để mình học buổi sáng, nhưng mình đổi thành buổi chiều tối. Nhưng mà buổi tối em có đi học thêm môn gì không? Có khi là toán với ngữ văn, Toán với có ngữ khi văn nhưng mà kết thúc lúc mấy giờ? Dạ chưa biết ạ. Chưa biết rồi, thì tới khi nào mà có lịch cụ thể rồi báo chị ha. Ok, rồi mời em viết giúp chị cái ngày tháng năm với tựa đề vào trước.
Dạ rồi. Rồi, sao mình mong để phân biệt và tránh sai các lỗi cơ bản nhất của giữa hai thì này thì mình phải nhớ cái gì của nó? Công thức. Công thức. Rồi, đối với thì quá khứ đơn thì mình có công thức chính cơ bản của nó là gì? Thì quá khứ là nhiều bạn là Thì chủ cái từ. câu nào cũng vậy, lúc nào mình cũng sẽ có chủ ngữ trước, đúng không? Rồi sau tiếp là mình sẽ có động từ. Nhưng mà đối với thì quá khứ đơn thì mình sẽ cộng động từ như thế nào? Cộng động từ thì mình Quá khứ đơn. Sao thêm biến ngữ? quá khứ đơn là Đúng không? thêm yes. Quá khứ đơn hoặc thêm cái gì? Quá khứ đơn thêm ED Ừ, thêm ED hoặc là cộng với lại thêm past participle. V2. Ừ, đúng rồi, V2. Rồi, cộng với object ha. Còn đối với thì past continuous, quá khứ tiếp diễn, mình cũng sẽ có chủ ngữ đứng trước. Chính xác, đây. Rồi, còn động từ thì mình sẽ có như thế nào? Động từ thì mình Chưa. Thiếu một phần nhỏ. Quá khứ tiếp diễn nó giống như hiện tại tiếp diễn vậy đó, thì nó phải có cái phần to be đứng trước rồi mới tới cộng động từ thêm in. Thì ở đây to be của mình sẽ có là gì? Was Was, were. Rồi mới cộng động từ thêm in, rồi mới có tân ngữ phía sau ha. Rồi, mình phân biệt được rõ hai công thức này thì mình có thể làm bài đúng được nha. Rồi bây giờ cho bạn Hiển hoàn thành bài tập tổng hợp bài tập về thì quá khứ tiếp diễn bên dưới. Chị ghi công thức ở bên dưới cho em ha, về thì về công thức của quá khứ tiếp diễn trước. Yeah. Rồi. Nhớ lưu ý mình có từ câu 1 đến câu 10 ha. Một Yeah. thì nhất thôi nên nó cũng đơn giản. Okay, một phút nữa mình sửa bài hết. Yeah.
Dạ rồi. Right. Câu số 2. Câu số 2 là No, I wasn't. Ok, no, I wasn't. Câu thứ 3. Câu số 3 là Eyes were watching TV, watching DVD. Okay, I wasn't and I was watching a DVD. Small, okay. Wasn't, was watching. Câu số 4. Why you were For Số your 5 là guidance, please. why we were resting. Câu số We 6 là were getting ready for the party. Số 6. where's Susie talking to Ok, nhưng mà số 6 was hay were? you? Was 4 chữ hay 3 chữ? Dạ ba. 3 chữ, ok. Rồi, số 7. No, she wasn't talking. Ok, no, she wasn't talking to me. Số 8. Số 8 là she was singing. Giỏi, số 9. Số 9 là was the boy going? Số 9 were 4 chữ hay 3 chữ? Dạ were ba. Coi mình xem lại giúp chị cái chủ ngữ ha. The boys là số nhiều hay số ít tài? Nhiều Số là nhiều world. là where were, đúng rồi, where were the boys going? Rồi, tiếp theo số 10. Số 10 là she wasn't our boys. Eyes were steering Did Emma help you? No, she went out. Why I was was steering the room. rồi dọn phòng thì mình sẽ có là tidying the room. Tidying the room ha. Rồi, trong vài ngày bạn Hiển hoàn thành hết xuất sắc. Không có lỗi sai nào và viết bài. Có hai câu nhưng mà không không đáng kể. Rồi, bây giờ mình sẽ qua phần kế tiếp ha. Ở đây mình sẽ có một số lưu ý như sau. Khi làm bài tổng hợp giữa hai thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn thì mình sẽ có một số lưu ý như thế này. We can use the past simple and past continuous together to talk about an action that happened while another action was in the progress. Mình có thể dùng cả hai thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn cùng với nhau để nói về một cái hành động mà một cái đã diễn ra rồi, còn còn một cái còn lại đang trong quá trình diễn ra. Nhưng mà nhớ một điều là nó đều xảy ra trong quá khứ. Ở đây mình sẽ dùng thì quá khứ tiếp diễn cho hành động nào mà kéo dài, hành động nào mà còn đang trong tiếp tục quá trình tiếp tục xảy ra. Còn đối với tại thì quá khứ đơn thì mình sẽ sử dụng cho những cái hành động mà nó ngắn hơn. Ví dụ, he was watching TV when I left. Anh ấy đang xem TV trong khi tôi rời đi. Nhắc lại lần nữa ha. Đối với lại thì quá khứ tiếp diễn thì mình sẽ sử dụng cho những hành động diễn ra dài hơn, đang trong quá trình diễn ra. Còn đối với thì quá khứ đơn thì nó sẽ dành cho những cái hành động ngắn hơn. Một ví dụ mình có thể biết đó là he was watching TV when I left. Anh ấy đang xem TV trong lúc tôi rời đi. Okay. Thì có hành động rời đi của em rời đi rồi, em rời cái nhà đó rồi, nó đã xong. Còn cái hành động anh ấy đang xem TV thì nó vẫn tiếp tục diễn ra Yeah. ha. Rồi bây giờ mình có thể ghi lưu ý như sau. Số 1. Phần này mình đi thi mình sẽ gặp rất nhiều thay vì làm bài tập là phân biệt rõ ràng giữa hai thì ở trong trường em sẽ phải làm bài tập áp dụng tổng hợp giữa hai thì cùng một lúc nha. Số 1 là có thể sử dụng.
Rồi. Và một câu ví dụ của bạn Hiển đi nha. Khi em tới cái phần dấu mũi tên số 2 thì mình có thể đọc cho chị cái câu đó trước để chị kiểm tra rồi mình có thể ghi vào. Dạ rồi ạ. Rồi, câu ví dụ của em. Was playing football when she sleep. Football. Playing football. When she Sleeps. sleep, nhưng mà thật ra cái hành động mà sleep với lại hành động playing football thì chị thấy cả hai nó cũng tương tự nhau, vì khi em ngủ em đâu có ngủ ngắn đâu, em không có ngủ mà chợp mắt 5 phút rồi em dậy liền đâu. Ví dụ như những cái hành động, ví dụ như tôi đang chơi đá banh khi cô ấy đi đến, hoặc là tôi đang chơi đá banh khi cô ấy rời khỏi nhà đi, hoặc là cô ấy ăn xong, hoặc là cô ấy kết thúc bộ phim hay gì đó. Rồi bây giờ làm lại ha. Thì cái hành động của em cũng đúng, nhưng mà cái từ ở giữa lúc này mình sẽ không dùng là từ when mà mình sẽ dùng là từ while, và cả hai thì đều giống nhau hết. Rồi bây giờ mình làm lại một phần này ha. Cô ấy như thế nào đây? I was playing football when she. When she brings Okay. Rồi, nếu mà nó kết thúc và when she finished when drinking her water, kết thúc uống cái phần uống nước của cô ấy, rồi sao? Và để rõ hơn nữa thì mình sẽ có hai từ như sau, em lúc lúc nào cũng phải lưu ý hai từ này ha. Từ số 1 đó là từ when. Từ when mình sẽ dùng cho thì quá khứ đơn đứng trước. Đó là một cái hành động ngắn. Ví dụ, they were talking when I went to bed. Sau từ when là một hành động ngắn. When I got up this morning, it was raining. Thì ở đây từ when có thể nằm giữa câu hoặc từ when có thể nằm đầu câu. Ngược lại, từ while sẽ đứng trước một cái hành động gọi là trong quá khứ tiếp diễn, dành cho hành động dài hơn. Ví dụ, while we were waiting for the bus, it started to rain.
Khi chúng tôi đang đợi xe buýt thì trời bắt đầu đổ mưa. The phone ring. Điện thoại bắt đầu reng khi chúng tôi đang ăn ăn sáng. Rồi, và dấu chấm số 2 với dấu chấm số 3 mình sẽ cần lưu ý như sau. Đây là về phần lý thuyết, còn về phần thực hành thì nó sẽ đơn giản hơn cho em ha. À, bây giờ mình có thể thoát ra trước đi rồi xong rồi quay lại mình tiếp tục đi phần này sau. Chứ không thôi tiếng này nó bắt mình đợi. Nhớ. Ok.